trời đã sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả âm mì xiết bao. Vì thì quý vị thấy bên Trung Quốc bây giờ ta gọi là cái cuồng phong, và nhà 10 tầng mà còn sập rồi, xe cộ gì cuốn vô như do mà trôi như gió đó. Cái thầy cho biết trước à, cái thầy cho biết là để đến việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tở biển mênh mông, ấy là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng tà gian. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lạy kính Đức Phật Đức Thầy. Dạ, kính thưa chú Tư. Thì chú Tư ơi, thì vừa qua ở trên núi Cấm đó chú Tư, là có xuất hiện cái ánh hào quang, thì đó là có điềm báo gì mới không chú Tư? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật Đức Thầy, kính trình quan thượng đẳng đại thần, chư quan cự thần, đức cố trong quan các ngài và cố đức ông, cố đức bà. Kính thưa chú quý đồng đạo kính mến, vừa qua đây thì được mấy cháu nó hỏi về cái hào quang ở trên núi Ông Cấm, và đó nó thể hiện như thế nào và nó ra sao, thì chúng tôi cũng xin cái trình bày những cái sự hiểu biết của mình. Nếu cái nào chưa dị đồng thì mời quý vị chúng ta cũng góp ý thêm. Thì nếu mà nói hào quang gần đây mà xuất hiện thì nói chung đó là trước đây đó thì tôi cũng có nghe thấy một lần, mà chính chúng tôi thấy luôn, mà thấy vào cái buổi sáng, chứ còn cái buổi chiều đồ là buổi trưa không có thấy. Bởi vì ở trên cái Thiên Cẩm Sơn quý vị biết rằng là cái dàn mây mà khi mà kéo ngang đó, thì cái mặt trời ở trên mà rọi xuống đó, thì nói chung đó là nó dạ chung dông trong cái mây nữa đó, là nó sẽ hiện ra cái hào quang rất lớn. Mà lâu lâu đó mới có một lần, hồi trước tôi biết đó là hồi vào năm 90 mấy á, 80 mấy chứ, gần 90 á, rồi bây giờ lâu lắm mới gặp lại lần. Thì để mình thấy rằng là trong cái công việc mà sao mà lâu lâu gặp đơn lần vậy. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà vô duy mình tin về Phật Pháp đó, thì quý vị biết rằng là ông Tổ Mã mà khi được đứa thầy đưa lá thơ cho ổng mà đi đào vào ruộng đâm non á, chú đó thì ổng cũng gặp thầy nữa. Thì có một cái người hướng dẫn nói đây là Thơ Quốc Trạng, thì khi mình xuống gặp thầy cái thì thầy nói ông cũng giỏi. Thì khi đưa thơ cho thầy rồi thì cái người mà dẫn cái ông Tổ Mã đi đó là dặn là đi là chỉ dòm thôi chứ đừng có hỏi trơn. Thì ông thấy ngọc ngà châu báu rồi vàng, thì biết bao nhiêu dưới vàng ở dưới núi Ông Cấm, có hai dòng sông nước gì chảy xuôi, nước chảy ngược, nghĩa là con nước chảy lên cái gái chảy xuống. Thì cái cột cờ đó nói chung ra là nằm dưới lòng Ông Cấm á, là theo mà căn cứ theo cái các ngài đã nói thì có chiều cao tới 36.000 mét lận. Ở trên cái cột cờ đó có ngọc thu lư, mà cái ngọc thu lư đó là sáng lắm, mà sáng đến đổi là gọi từ ở nơi dựng lên núi Cấm này mà gọi tới năm châu thế giới thấy hết đó quý vị. Nó sẽ vô sẽ dền nó dòm cái ngọc ngà châu báu mà ở nơi cái vùng núi Cấm này đó, gọi là cái ngọc thu lư đó, sáng lò luôn. Mà cái đó đức thầy chúng ta cũng nói trước à. Phương Nam rạng ngọc trôi lòa, lưu ly phổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung tranh trực quân cùng thần, náo nức vui tươi liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đông mơ chào người chân tu. Nghĩa là phương Nam đền đất nước Việt Nam chúng ta, mà ở nơi cái vùng bảy núi gọi là nơi cái phương Nam mà rạng ngọc chói lòa, thì ở dưới dòng núi Ông Cấm đó
tôi nói quý vị đó là nói chung đó là dòm bầu rền ở dưới. Ông Tổ Mã mà ông đi từ cái chân xuống cái núi Ông Cấm mà ông lên lên Cô Tô vậy đó. Thì quý vị là ở dưới đó là ngọc ngà châu báu mà ngày xưa đó chính là Bác Nhật Lang là giỏi nhất trong đất nước Việt Nam chúng ta. Ổng là bên cái kỹ sư mà cái sư địa chất á, ổng dỗ 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 bằng đất là ông biết cái đó là cái gì. Nên cái thời gian đó là ông Bác Nhật Lang đó là ông dỗ ở đi thì Pháp nó mới đưa cho ổng xuống ở dưới dùng lòng núi Ông Cấm á. Nhưng mà đưa con vật xuống con mắt, rồi đưa tội nhân xuống con mắt, rồi cuối cùng mới đưa Bác Nhật Lang xuống. Thì ổng xuống dưới á, ông gặp ngọc ngà châu báu quý báu gì ở dưới dòng cấm lòng cấm thôi không thể tả nổi. Nên sau khi Pháp nó đưa lần thứ hai nữa thì ông để lại 8 câu thi, ông để là Ông Cấm Diệu Quyền Chiếu Nguyệt Long, dưới lòng Ông Cấm quyền diệu lắm mà hào quang sáng rực ở dưới, mà do cái ngọc thô lư đó mà chiếu rọi sáng cho Nam Châu thế giới đó quý vị. Nguyệt là ở nơi cái dưới lòng Ông Cấm, mà Long là những cái đền vua chúa đó, chứ không phải Long nó là rồng, mà đó là cái đền vua chúa sau này, đó là để ông mong là cái ngày khi mà hiện lên thế gian này như thế nào ông đang chờ đợi. Thì Ông Cấm Diệu Quyền Chiếu Nguyệt Long, Bát Môn, Bát là 8 môn là cửa, mà ở dưới lòng Ông Cấm tới 8 cửa lận, chứ không phải 1 2 cửa đâu, mà bằng lưu ly là Bích Châu Sa Cừ Mã Não không. Lưu ly đó là phổ phách đó, thì nói chung đó là ở dưới lòng Ông Cấm, vậy là Bát Môn Ngọc Bích mà ẩn bên trong, ẩn trong lòng Ông Cấm á. Giặt y đai giáp kim khôi mão, giặt y tức như là quần áo và đồ xài của vua đó, là bằng đó là khôi mão không à, bằng vàng không, kim là vàng là bằng vàng không. Lan thấy tận tường chứ chẳng phải không, ông dòm thấy trước mắt trên. Rồi các ngài ở dưới mới khuyên ông thôi về lo tu đi, chứ ở đây làm vua làm quan này nữa. Thì ông mới ẩn khước, ẩn tức là không còn làm quan nữa mà ẩn xuống lòng cấm chứ, từ quan là không còn làm vua mà dương lĩnh thánh là dương lĩnh các ngài dưới, rồi làm hiền mới gọi là sĩ hiền hoài vọng luống chờ mong. Ổng là thấy cái dưới vậy rồi, đền vua địa ngọc dưới rồi, ông mong cái ngày mà lộ thế gian này đó thì làm hiền để mà mong cái ngày đó đó. Nhưng mà đến lúc nào thì Bác Lang ông cho biết đó, bị ẩm tu đó xuống dưới cái ngày đã chỉ ông rồi. Thì Quy Hoàng Nam Bắc Niên Canh Kỷ, canh là canh tí 2020 và kỷ thì kỷ hợi 1119. Phải nói rằng đất nước Việt Nam chúng ta thì ở nơi đây là cái con rồng cháu tiên, và trong cái vùng đất nước Việt Nam chúng ta quý báu nên Đức Thầy mới trở về đất nước Việt Nam là nơi đây, để rồi Ngài mượn cái vùng đất nước Việt Nam và cái tỉnh An Giang gọi là con rồng cháu tiên, mà Đức Thầy cho biết là giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn, là trong cái việc đó là Kim Chi Ngọc Diệp mà Đức Thầy trở về Nam đó đặng sửa sang cho Thượng Tín được rành chân lý. Thì Đức Thầy chúng ta mượn cái ở nơi cái tỉnh An Giang là xuất phát từ cái mối đạo Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Thầy Tây An, tính Phật Thầy Tây An cũng Đức Thầy chúng ta trở lại. Như vậy thì cái phán xạ đó, một là do cái mặt trời rọi xuống cái dần mây lớn nên giả cho dần mây đó mới ra cái hào quang. Qua cái ý thứ hai là ở nơi cái ngọc thổ lư mở với dùng ngôn cấm đó là đã sáng phản phản xạ lên, phản xạ lên nên mới chối với cái mặt trời này, nó mới dạ vô cái mây đó, là đó cũng gọi là do cái phản xạ của cái ngọc thổ lư đó. Và theo lời tiên tri ông Ba cho biết thì hào quang chiếu khắp năm bang á, cái hào quang tức như là cái ngọc thổ lư mà cái hào quang đó nó sẽ rộ lên, đó là cái hào quang mà hào quang cái ngọc thổ lư đó. Thì chừng nào ông cho biết là đuổi châu, đuổi châu thì năm Tân Sửu, mà khi mà qua năm Dần thì đuổi châu ngó thấy tan quan sớm làng, thành thử qua cái năm mà Dần này thì Sửu Dần giống thiệt ăn hồi cầu trời khấn Phật sống coi lập đời. Mà đến lúc lập đời rồi thì nghĩa là cái kẻ tài gian đó thì sẽ bị lửa thiêu, mà người tu niệm sống đời thượng cổ, mà thượng cổ đã đến thì gần hồi nó sửa lối, mà theo nhà Phật giáo Phật Như Keo. Nên Đức Thầy khuyên chúng ta là tín nữ thiện nam dình mối đạo, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ này
vàng đá báo phen cơn nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chỉ trong mong buổi tiệc khai. Thiên địa từng quân gom một mối, phàm trần vẹn kiếp kiên bồng lai. Ở đây chúng tôi xin nói thêm cái phần thiên địa. Thiên là trời, địa là đất, mà tầng quần là trong cái tất cả từ ở trên những dưới này để gom một mối rồi đó, thì chúng ta sẽ phàm trần vẹn kiếp kiếm một lai, thì không đâu khác hơn là trong cái âm dương, âm dương tương hội từ đầu vào đến ra, thì nơi cái vùng trận chiến ở nơi cái vùng Biển Đông quý vị đã biết rồi, mà nữ thầy cho biết á, còn một cuộc chiêu manh giành sẽ khắp hoàn cầu, ở ra mọi nơi dòm xem châu ngọc chiều mai sao đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thế thế thảm mắt phàm trần tưởng làm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta sức miệt bài dài khuyên thờ giới phụ thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đã thúc bên lưng, không tu chừng khổ cùng ân, tu hành gặp cảnh vui mừng toại thai. Vậy thì thế giới lúc bị ai đó mà chúng ta tu hành sẽ gặp cảnh là vui mừng tội thai, thành thử ra đó là trong cái giờ là thế giới này là đã bi ai, đã buồn khổ, và đã đến lúc đó là chúng sanh phải trả quả. Mà trả quả kỳ này không phải là riêng đất nước nào mà năm châu thế giới nè, mà Đức Thầy chỉ biết đến ngày trả quả ầm mì biết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức. Như vậy thì trong cái lời mà Đức Thầy đã tiên tri thì hôm nay đó là đã đến rằng cái là đền vàng để ngọc lộ với giới, đã lộ lên cái hào quang rồi, thì cái ngọc thu lư đã trổ gần tới trên rồi đó. Cái ngọc thu lư này đã lần lên tới trên rồi thì thử ra đó là không có vật gì mà cản nổi với ngọc thu lư hết trơn, nghĩa là đá ấy gì cũng xuyên qua hết, nên phản xạ lên là cho chúng ta biết là cái hào quang đã đến rồi đó, hào quang của chư Phật đó. Mà kỳ này là hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chiến chú nghĩa si từ nét dấu, mà có công gìn giữ tánh thần lương. Ngài đã vì thương đại nguyện lớn lao thương chúng sanh mà để dạy bảo cho mình đó là quá sức những cái công trình dạy bảo rồi, thì chờ đợi chúng ta đã quá chờ đợi rồi, thì bây giờ đó là chúng ta còn có duyên thì sẽ hưởng cái ngày thượng ngôn tới đức, còn không thì chúng ta phải đến cái kỳ là tạng diệt nhân gian trực thiên khoa, lão giả hậu quy nhân, lão giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Bây giờ mấy cháu có hỏi gì thêm không? Dạ thưa chú Tư, thì vừa qua trong ở bên Trung Quốc đó chú Tư, thì bây giờ cũng thấy là mưa bão này kia rất là nhiều, chung nạn tai cũng kéo ầm ầm đến đối với Trung Quốc, thì có phải đó là Trung Quốc đang trả quả không chú Tư? Nam mô Di Đà Phật. Thì bây giờ đó là tại vì Trung Quốc á là nó muốn thu tóm Việt Nam đã lâu lắm rồi mới ra đâu. Nếu mà nói với cái việc mà Việt Nam chúng ta đô hộ thì nội thần Tàu không là 1050 năm mà. Còn Pháp cũng ít, rồi cái thằng đó là Nhật cũng ít, Mỹ cũng ít, nhưng mà chỉ có thằng Trung Quốc là nó tính thâu tóm Việt Nam lâu lắm. Nhưng mà quý vị nên biết rằng là Tam Hoàng Ngũ Đế rồi Khổng Tử Lỗ Tử cũng từ bên Trung Quốc. Ngày xưa Phật ở bên Tàu, ngày nay Phật lại trở vào Việt Nam. Nên thì Việt Nam chúng ta thì hiếu kỳ. Và khi mà tất cả những cái bên đó là Tàu nó qua Việt Nam đó, nó bán đó là tranh tượng Phật, rồi những cái nhãn hiệu cũng của Phật Việt Nam mình mua đó. Thử ra từ cái chỗ lòng mà tin tưởng Phật Pháp và quý mến đó là Phật Pháp, nên các ngài mới trở về đây. Và kể bên Ấn Độ luôn á, Ấn Độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở bển là trung tâm Ấn Độ, mà Đức Thầy chúng ta cũng từ bên Ấn Độ, Thầy cũng qua bên đây. Tại vì cái lúc mà Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo thì Ngài đã đệ tứ trung thành rồi. Thành thử ra đó là trong cái giờ này thì nói chung không phải riêng nước Việt Nam chúng ta mà năm châu thế giới nữa, Đức Thầy cũng biết như thế này đây.
khắp thế giới bình lương cựu túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than gieo dắt khắp đông tây nam bắc chiều âu sầu. Người lương hiền chờ giọt mưa ngâu, kẻ bảo ngược thừa cơn nguy thủ lời. Gì thì bây giờ đó là mắt nhìn của mắt thẩm thê thì nam ban cảnh khổ cũng kề bên tay. Bây giờ chúng ta thấy đến ngày trả quả rồi, không phải riêng đến nước Trung Quốc không đâu, mà nó sẽ liên quan năm châu thế giới này và kể cả đất nước Việt Nam chúng ta. Như vậy thì bây giờ đó là đến cái lúc là phải cuồng phong mà Đức Thầy đã nói trước á. Thầy nói thế này nè: trải một lúc cuộn ba sóng dày, chắc nhân sanh thẻ sẽ thấy việc chi. Trời đã sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả âm mì xiết bao. Vì thì quý vị thấy bên Trung Quốc bây giờ ta gọi là cái cuồng phong, và nhà 10 tầng mà còn sập rồi, xe cộ gì cuốn vô như do mà trôi như gió đó. Các thầy cho biết trước à, các thầy cho biết là để đến việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tở biển mênh mông, ấy là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng tà gian. Mà ngày xưa thì Đức Thầy có trở về thăm ông Nam Hiệu ở nơi cái Phú An, thì Đức Thầy mới nói với ông là Nam Hiệu và ông Hương Học Hỷ đồ rồi Biện Hùng đồ, thầy nói sau này mà tới cái ngày mà Đại Hồng Thủy đó thì không còn vật gì mà trên thế gian này còn được chứ. Thì ai có tu á, thì mới nổi lên mặt nước, thì ông Văn Thù suy lợi ông vớt, còn nếu không thì không thể vớt được. Mà dầu cái người tội ác mà vớt trên thuyền cũng tuột xuống à. Thì ông mấy ông đồng đạo mới hỏi thầy vậy chứ, tàn ơi người ta thì muôn trùng. Rồi ông Văn Thù suy lợi ông có tiền bất nhã hành nên ông Văn Thù suy lợi sao mà vớt hết được thầy. Đức Thầy nói mấy ông biết chuyện Tề Thiên không? Ông Tề Thiên đó là ông bứt cái lông đó là ông quăng ra thì hàng ngàn Tề Thiên khác. Nhưng mà sau này đó là thần thông phép thuật muôn nghìn lắm, không biết bao nhiêu mà kể. Mà cả hàng ngàn thuyền Bát Nhã, hàng triệu thuyền Bát Nhã và hàng đó là triệu triệu đó là Bồ Tát. Thì lúc bấy giờ là Ngài sẽ chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Nên Đức Thầy chúng ta cho biết là Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bờm loan, rước người tu niệm sẽ sang phỉ tình. Chỉ là ai tu niệm thì các ngài rước cho, mà xê sang phỉ tình là chúng ta hưởng cảnh quý báu. Còn nếu mà chúng ta không nghe lời thầy thì thầy nói sau đây: ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Thì thầy có thể yêu thương và cứu độ được. Và Đức Thầy còn khi mà Ngài ở Tổ Đình đó, Ngài có nói ông Út đó, cái ngày mà Đại Hồng Thủy đó nghe Út, là nước lên chấn ba cây dầu. Thì sau những ngày tiếp thu, cô Nam Biên còn sống thì ta đến ta hỏi đúng cây dầu đó, thì quý vị nên biết rằng là đo từ dưới chân lên đó là 28m5. Giờ Đức Phật Thầy Tế An còn cho biết là ngồi trên mỏ két mà phát nước rửa tay. Thì nếu mà cái trận động đất kỳ này không phải riêng về năm châu thế giới đâu, mà đất nước Việt Nam chúng ta là ở nơi cái Gia Lai Kon Tum, rồi nào là Quảng Ngãi, Quảng Nam, giờ nào là Đà Nẵng, mà động đất bây giờ thì vậy thấy là liên tục động đất đó là những cái dòng xoáy của cái
cái mà động đất đó là quý vị biết đó là ở ngoài chứ mấy trong đâu, khi mà nó sụp đất xuống nó ấy cái rồi thì nước nó tống lên. Nó tống lên rồi đó là nói chung ra là nó đưa vào bờ cái rồi là sóng thần. Nhưng mà cái đó là sóng thần thôi, mà cái kỳ này đó là cái kỳ vừa động đất mà vừa cái đập tam hiệp bể luôn, là nếu mà Trung Quốc nó bắn cái thằng Đài Loan một phát đầu thôi thì thằng đó là Đài Loan là cái bà mà Thái Văn Anh đó là bà nghiền mấy trăng cái độ đập tam hiệp rồi, là bà bắn một cái rồi thì dở đập tam hiệp, mà dở đập tam hiệp rồi thì đất Bắc Kỳ sẽ quá rụng sâu ạ. Tàu mang đến đó cho câu được là và thứ hai theo là tiên tri của các ngài cho biết đó là Sài Gòn gia đình nay ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây, nước Nam không phải nước Tây tại ai chẳng tưởng mới gây sự này, kẻ hốt bớt người lại đông đầy đóng sao cho khỏi ruột mày cho ăn. Mà ruột là nói với người ta, mà ruột người ta mà chó là chỉ tháng 9 quý vị. Thì hồi nãy chúng tôi có kể trong cái mỗi chuyện từ ông Tăng Chủ mà gỡ xương cọp đó, là đem con heo rừng gì mà hiến đó, là trong cái năm nay thì từ đây đến tháng 10 là nó nhiều việc xảy ra lắm. Nên chúng ta còn nếu đeo danh lợi thì Đức Thầy chỉ biết sao đây. Con phù du hẳn hờ nào biết thầy bóng đèn thầy quyết chung vô thảm thương thai chết heo chết khô nhìn đèn nọ thấy một phù du kể phiên trần đã mãn mùa thu đeo danh lợi như con giặc ấy. Vì chúng ta nếu còn đeo danh lợi thì không khác nào như con phù du. Như vậy thì hôm nay là cái thời kỳ khi đã đến rồi thì Đức Thầy cho biết để đến việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần này tạo biển. Biển đang phải là biển, nhưng mà sau này có như cái biển đó. Thì tới giờ đó, theo lời tiên tri của ông ba cho biết đó là thế này đây. Âm không rao khắp thinh không, ba đêm diệt trước mình mong cứu người, núi tan đất sập bỡ người, dĩ sơn đạo hải thương người không tin. Thì âm thinh rao khắp thinh không, mà ba đêm diệt trước á, mình mong cứu người rồi núi tan đất sập. Thì đến cái ngày mà khi mà cuồng phong rồi đó thì kể cả nó là cuồng phong tới thì Nam Chèo ông cũng là động đất, ông cũng nổi gì luôn. Nên Đức Thầy cho biết á, con sông nước chảy dòng cầu ngày sau có việc thảm sầu thiệt tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có còn nghiệt thủ nuốt mà người hung đến chừng thú ấy phục tùng ba già mới biết người khùng là ai. Vậy thì theo lời tiên tri của ba là ai ai bền chí ở đời chừng nghe sấm đất á cửa trời mới ra, mà sấm đất không có gì khác hơn là ở nơi cái hạt nhân của gì nó nổ ra thì cửa trời nó dùng là cái dầu thì ông cố gì đó rồi thì đến lúc là tam thinh thay đổi người vô số tận thế đại điềm được cố tới lai. Thì khi mà trong cái trận cuồng phong động đất này thì nói chung ra đó là khắp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu ạ. Bây giờ hí hận không lo đến cơn bác loạn nằm có kêu trời. Như vậy thì bây giờ đó là ông ba là ông ba thới. Thời gian mà khi Đức Cố Giáo Bạc rồi thì ông đó là ông hai, ông tôn đất đạo thì ông ba thới, ông ba sinh quy, ông hai nhu. Nên đó là trong cái công việc mà là tiên tri của ông ba cho biết là lộ lỡ đó là
ở nơi cái mà ông ba ông ở bây giờ đó có cắt phủ thờ, tại vôi lũ lỡ đó thượng cờ chịu an, thì đó là nước đâm diệt đình trú phủ thờ các nơi bắt loạn nhà thờ chịu an. Thì đất nước Việt Nam đó là đình trú, là trong cái việc mà xưa trong cái bang mà của phủ thờ ông ba xin cái không được thì cuối cùng nhà nước thôi thì giao cho là nhà nước ta mới định cái chỗ dời của ông ba vũ trong đó, thì gọi là nước Nam Việt. Thì Việt Nam nó đình trú là đình cái chỗ nơi ông ba ở, thì đến khi mà vô đó rồi thì các nơi bắt loạn nhà thờ chịu an. Thì bây giờ đến cơn bắt loạn thì khó mà yên thân, phong trần cũng không thần. Thì khi mà cái đập Tam Bẹ này, hiệp này bẻ cái rồi thì nói chung đó là nước đâu ngập lúc cò cao, lửa đâu chạy cháy lao sao khắp ngàn, thành thử ra mất trong đưa nước lửa biết đàng là đâu, không biết đường đi đó. Bây giờ đó là đến lúc là bốn phương luôn, mà nó có thể cho biết là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu, thiệt thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Như vậy thì theo là tiên tri của chương trình cũng cho biết đó là sang thu chính quyết hồng tứ giả nôi đường dê đó tranh phá nơi nơi, mà dê này thì 143 làm chú cu cũng bàn rồi, nếu ông không có gì ông nghỉ tu thầy mới vỗ vai chú cu thì nó ổ xong chủ cái gì. Mình tu là tu mà thầy cột gì thì cột, bởi vì cột tu mà thầy ra bài chạy hạ làm dê đó. Bài hồn khiếp giết kệ từ đây, nhắn gửi cho ai dội trách thầy, trời hạ năm dê chưa nửa nửa, tận quần mái tàu cũng lần xây, lần xây thiện tính rõ chân thầy, chớ nông tánh phàm chớ dội quay. Ngày lùng tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thấy cái hay hay, hay hay nam nữ thỏa lòng khuây, nếu chẳng thì ra dội trách thầy. Muốn sớm tận nhìn úa rùng, trì tâm tu niệm để rồi đây, rồi đây úa rùng xót lòng thay, uổng tiếc công trình bấy đến nay, có khó rảnh khôn khôn rảnh khó, trì tâm tu niệm bơ rầu mài. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải trì tâm và tu niệm, thì tu niệm đó là mới rõ được cái sự râu mài, là cái ngày tiên Phật Thánh Tiên đã ra đời, là đúng là cái người quân tử râu mài nam tử. Có hỏi gì thêm không? À, dạ chú Tư ơi, thì trước khi 3 tiếng sắp nổ chú Tư thì có điềm báo gì không chú Tư, cho nguyên nhân để lập đời là sao chú Tư? Là nam mô gì đó. Thì bây giờ cái gì đó là cái hiện tượng nó đã đi trước, thử ra đó là trong cái đã thấy lộ cơ trời báo ứng. Thì nãy chúng tôi muốn nói rằng là cái hào quang đang đành là cái ánh xạ cái của mặt trời, nhưng mà trong đó là cái ngọc thu lư nó đang lộ lên đầu trên đó, lộ lên sát trên đó, thì cái ngọc thu lư nó sẽ chiếu rọi với cái việc đó là trong cái hào quang đó là nó sẽ chiếu rọi cho mình thấy để rồi giác ngộ. Thì đó là trong cái đó thì nói chung đó là đã thấy lộ cơ trời báo ứng. Báo ứng là những cái gì mà cho mình biết cái đó là gọi là báo ứng. Rồi thêm cái nạn đó là Hán, Hán là ở nơi cái là Trung Quốc chỗ thì nóng quá nóng, 4 mấy độ, 44 độ, ở chỗ thì lục quá lục. Như vậy thì bây giờ đó là giữa cái việc mà cho mình thấy biết rằng là báo ứng là thấy trước trơn rồi, rồi nào là cái bệnh đó là dịch tới đây cũng không có thuốc điều trị gì, rồi là năm cái đền cô tiên đang lộ lên nữa, thì những cái đó là những cái hiện tượng cho mình thấy trơn đó. Rồi Đức Thầy đã tiên đi trước là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ đây lâu khổ đến cùng, thì kẻ dương gian có nỗi tung dung mà người bỏ ác không toàn chánh mạng, nên thầy chưa biết là hôm nay đề cùng rồi, nên thầy biết thế này nè. Đời cùng tu gấp kịp thầy đặng xem báo ngọc ly kỳ, năm non Phật thương bổn
đạo như con muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời. Nửa sau tới việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Vậy thì cái hiện tượng là cái hào quang sắp là mở ra rồi, rồi cái đền năm cái là cái chính tầng của nơi cái đền Cô Tiên đã lộ trơn rồi, thì đó là báo hiệu cho cái ngày năm non bảy núi sẽ đổ đền Tràng Địa Ngọc. Rồi thêm cái nạn lụt, nạn hạn hán, rồi cái nạn khổ của chúng sanh đang đôn tới như vậy thì chúng ta không thể nào tránh cái ngồi đại họa được. Mà cái cùng với cái cùng gì? Đây quý vị nghe thầy nói cái cùng đây. Thiên địa, thiên là trời, địa là đất, mà đây là hai cái âm dương nữa không quý vị? Mà năm nay là năm dâm sang năm nữ quý là gọi là âm dương kết liễu đó. Chỉ là thiên địa u minh, u là tối minh không có sáng. Nhưng mà sau khi cái ngày trận chiến tranh này bùng nổ cái rồi thì 7 ngày đêm bật lối từ trăng à. Hay là đạo vợ chồng con cháu buộc đùm ngủ mê thức dậy đức đùm cũng hay. Hay là cuộc giặt áo chưa chắc vợ chồng ngủ mê cách dậy là thức dậy cách lòng phân hai. Mà Đức Thầy chỉ biết là cái ngày khi chiến tranh bùng nổ rồi thì người ta chết thì không kịp, Thầy mới trở lại cứu bình tín đồ Thầy. Thì lúc bây giờ là Thầy về rồi vắng mặt. Út khỏi chứ Thầy về sao mau đi gì. Thầy đây là cái cơ trời này. Nếu mà tôi ở lại cái lòng từ bi đó, tôi bắt năm trời sớm thì ở thiên đình trời đất tốt thu năm trời xuất hiện. Thì lúc bây giờ là năm trời xuất hiện ăn đủ số rồi Thầy mới trở về để là thu phục 18 nước. Vì vậy thì bây giờ thiên địa u minh dĩ đạo tràng, dĩ này không phải là cái đuôi mà sau của cái hợi đi vào tí sủ dằn mẹo đó, gọi là ngũ niên diễn lự cơ hàng đến chừng khôi phục hất đàn mới yên. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai liễu trúc cảnh viên phe màu, ngũ văn năm sắc năm màu kỳ quy nọ sụng phụng lao sao vui mừng, giang dày sấm nổ chuyển lưng, cảnh tiên lộ vẻ vui mừng, cha con bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Bây giờ ai cũng đều trong ngày Thầy về. Mà ngày Thầy về rồi thì chết trốn kịp, chứ không phải mà bây giờ Thầy về đâu. Chừng nào mà chết trốn kịp Thầy mới trở về. Như vậy thì bây giờ thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu là đạo tràng, là muốn nói mở cái ngày Long Qua Đại Hầu đó. Rồi thêm cái vụ mà đền Vàng Ngọc Lộ rồi thì thập bát 18 nước chư hầu nhiều nước nhỏ. Lý há khang, đạo đức tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng lý loạn khắp chư bang. Thì 18 nước và nhiều nước nhỏ đang tiến về Biển Đông đó, đang về Biển Đông đó. Thì nó khi mà nó quánh một cái rồi đó hang, thì nó tuôn ra cái hàng nhân rồi thì Thầy cho biết là ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dầm đường trời lửa cháy liên miên luôn. Tiêu điều sáng giặc điện viên, sáng giặc là tài sản điện viên này nhiều ruộng, thần thông biến quá dưới miền trung ương, ngục bom đầy quỷ vô thường, giấc hồn kẻ bạo diêm dương lực trần. Nhìn xa từ năm 39 Thầy cái đạo nhìn xa tới năm nay năm dần, nước mắt rưng rưng, thương đời ngu muội trầm lưng hoài hoài, ta hạ bút viết bài chung cuộc. Mà Thầy cũng khai đạo vào mùa hạ năm nay cũng hết rồi, mùa hạ năm dần rồi nè, viết bài chung cuộc rồi đó. Ai rõ lòng con cuốc của kêu gì thì cái con cuốc là cái con quắc mà tầm tay Thầy đã chỉ thầy này đây. Kìa con cuốc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai, thế tạ cạnh bồng lại tại thế, mãi chẳng chờ trễ kỳ thủy, muốn thu thiên đình khắc kỳ, hạ quân sắc lệnh khai kỳ long qua. Vậy thì bây giờ đó là kỳ kỳ là tầm tay Thầy chỉ mình đã thấy đó. Con cuốc là con quắc đó, mình gọi hè là hè thì có 4, 5, 6, thì đã qua mùa hè rồi thì đến cái lúc là 7, 8, 9 này. Mà chúng tôi trước đây tôi có trao đổi cái đề là cái bài sứ mạng của Thầy đó, thì đến trung tuần tháng 8 đó, ta cùng được Thầy mới tá hiệu cùng đi mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều đó biết, hầu vận năng cải quá làm lành, còn trẻ chẳng tính tâm sao đền tội, cũng nhân trách Phật tiên chứ không chỉ bảo. Thì cái thời gian các ngài nuôi dưỡng nó hết rồi, nghĩa là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ, dắt lần về ngôi có ngài mở rộng quy khôi, non thằng gian chuyển không ngồi sứ phan. Rồi từ năm 39 Thầy ra đời, Thầy khuyên chúng ta niệm Phật đang coi đời. Mà từ năm 39 tới giờ là 83 năm để đạo rồi, mà mình coi đời coi cái gì? Coi từ năm nào? Đức Thầy chỉ luôn á, tại chúng ta không tìm với Đức Thầy chỉ luôn á. Thầy nói thế này nè: khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giới rồng mây chơi giờ. Vậy thì coi giờ năm nào? Đây Đức Thầy chỉ đây: ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu,
nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp. Cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Vậy thì bây giờ đó là xin lược lại cái phần là ráng trì tâm tưởng niệm. Trì là giữ ngay cái tâm mình và tưởng niệm là pháp môn tịnh độ đó. Canh thâu, mà cái canh thâu này là canh tí đó quý vị. Năm 2020 đó là thâu là đụng gần chúng ta hết đó. Là những cái gì mà tôi gọi là sao hôm nay thâu gần lại, tức như là mình thấy trước mắt đó, gọi là từ cái tí trở sau chúng ta bị đó là thâu gần lại thấy hết rồi. Bệnh cũng thấy, chiến tranh cũng thấy, rồi đó là động đất cũng thấy, rồi đó là hạn hán nóng cũng thấy, thấy trơn rồi. Vậy thì giờ ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm để đứng hay ngồi chẳng chấp, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên cũng đợi thời khắc. Thì bây giờ đó là chúng ta đó là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm để đứng hay ngồi chẳng chấp rồi, là tại vì là đến cái lúc là cũng biến chuyển rồi. Biến là mắt, mà chuyển là thay đổi từ vị trí này qua vị trí khác, mà theo cái vị trí từ là trong cái 68 mà về giờ của vị trí 67 đó, là sẽ thay đổi qua địa cầu á. Vậy là cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp rồi. Thiên cơ là mấy trại sẽ chuyển là nó khắc với nó là thay đổi từ giờ từ phút. Mà Đức Thầy cho biết đó là trời giông gió sai, mùa sai tiết nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyến dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hải còn lớn lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thân với thối một hai nước tương. Mà bây giờ cái bàn cờ mới nữa chứ. Bây giờ Đức Thầy cho biết là nước cờ mới rồi đó. Ở Biển Đông là cờ mới đó quý vị. Nước cờ mới nay đà khởi sắp, chỗ tài hai biển lấp non dời. Nó quánh một cái hen là dời non lấp biển luôn đó. Dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận. Rồi đặt nền móng thánh quân, đặt dựng trên triều ca gầy dựng tối hiền. Giờ mắc câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi là còn đợi đó. Thiên qua nói lệnh là chờ lệnh trời đó. Mà năm nay đại lễ 18 tháng 5 thì Đức Thầy cho biết là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến lý thiên đình hoạch định rồi. Cuộc nguy cơ đây, bây giờ đang nguy cơ đó. Chứ còn mà cái năm vào canh tí thì hội cộng đồng xem xét hẳn hồi đây. Sa chư tướng xuống răng trần thế, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, mà sắp từ đây lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Vì thì bây giờ đó là Đức Thầy đã nói hết rồi, tiên tri hết rồi. Thành thử ra đời cùng tu gấp kịp thì đã xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sao. Thầy diện biết đời bây giờ chưa thấy nó thờ chưa tin, mà thầy diện hết trơn rồi, còn không tin gì nữa. Mà thầy nó chưa là với kẻ chẳng ưa, cho người tâm đạo biết thừa tới đâu. Thành thử ra trong cái thời kỳ này là Đức Thầy trở lại là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Cái gì thì lòng của Ngài luôn luôn lúc nào là muốn thoát cho chúng ta, đó là muốn cho chúng ta thoát khỏi cảnh khổ. Mà tại vì chúng ta ở trong cảnh mê này nó quá đời kiếp rồi, bây giờ nếu chúng ta không tu thì chần chờ sẽ dễ kỳ thi. Mà Đức Thầy cho biết thế này đây: thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Khắp khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu ly bá tòng khó sanh. Mà trong cái thiên cơ mà tiên tri bây giờ đó thì Phật Thầy Tây An mượn tay ông ba đó là cho biết á, là những sấm chuyện xưa của Phật Thầy dân gắn kiếm mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thẩm thiết, mà nào ai có biết để làm chuyện thiên cơ nó rất nồng nồng, câu hữu lý bá tòng có sánh. Thì tiên tri của lời ông ba đó là rất gần gũi chúng ta, và Đức Thầy hôm nay là tiên tri là thổ lộ bài hết rồi, không còn giấu giếm như mưa trơn. Thì không tu trường khổ cũng ưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tỏa thai. Thì đến đây cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị coi được cộng đồng mạng và trong ngoài nước khi nên làm đạo chúng ta. Nếu có điều nào xuất cũng mong rằng quý vị cũng quan hỷ, vì chúng tôi đây cũng là người phàm, cũng nhắc theo lời của Phật Thánh Tiên, thì cũng gốc người xuống đế xuống trần, ngoài đầu nghe tiếng chuông ngăn trở về chống cũ cho gần Phật Tiên. Chứ còn chúng ta ở cảnh ta bà này thì nói chung rốt cuộc chỉ mang câu thất vọng thôi. Xong đời nghĩ chắc mối sợ u, thì mong rằng quý vị chúng ta cũng nên nhận định rõ ràng sáng suốt để tu cho kịp thời kỳ lũng qua đại hội và kiến diện Đức Phật A Di Đà. Đức